tối ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại chùa Hội An, thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, môn đồ pháp quyến thành tâm thắp nến tri ân tưởng niệm ân sư cố trưởng lão hòa thượng thích nhật huệ thành viên hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam chủ trì chùa phật tâm ấp đại thôn xã phước hảo huyện châu thành tỉnh trà vinh tham dự buổi lễ có thượng tọa thích lệ lạc trưởng ban trị sự kim trưởng ban tăng sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh vĩnh long trụ trì chùa hội an thượng tọa thích tâm khiết Phó ban trị sự Kim chánh thư ký ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh cùng môn đồ pháp quyến tông môn tổ đình Phật tâm quý thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự tại buổi lễ môn đồ pháp quyến lần lượt dâng lời tưởng niệm lên ân sư dẫu biết sanh tử là lẽ vô thường nhưng trước giờ phút nghìn trùng xa cách không còn được tôn sư ân cần dạy bảo chở che và nương tựa nỗi quạnh hiu khi mất đi bóng dáng thầy dù ân sư đã viên mãn đạo nghiệp để lại đồ chúng bơ vơ nhưng chúng con sẽ luôn đoàn kết, tiếp tục những nguyện vọng lúc tôn sư còn tại thế. Trong giây phút thiên liêng, môn đồ Pháp Quyến đã không kìm được nỗi xúc động khi nhớ về cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Nhược Huệ, nhớ về những kỷ niệm mà thầy trò gặp nhau, làm việc với nhau trong thâm tình đạo vị đã không ngăn được cảm xúc trào dân. Suốt bao nhiêu năm, cố trưởng lão Hòa Thượng là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo, Ngài luôn dành nhiều tâm huyết, lòng thương yêu, phụng sự với chúng sinh, với đồ chúng, với học trò. Hơn thế, Ngài luôn chăm lo cho mọi công tác Phật sự của giáo hội, là tu bổ, tôn tạo chùa chiền, ra sức đào tạo tăng tài, phục vụ cho giáo hội, cho dân tộc. Tại lễ tưởng niệm thắp nến tri ân, môn đồ Pháp Quyến đã cùng cầu nguyện cho giác linh bậc thầy khả kính được cao đăng Phật quốc, tái hiện đàm hoa nhất tăng độ chúng. Theo chương trình tang lễ của Cố trưởng Lão Hòa Thượng Thích Nhật Huệ, lễ diễn bắt đầu vào lúc 7 giờ, ngày 11 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 11 tháng 4 năm nhâm dần. Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 15 giờ chiều nay, ngày 13 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 13 tháng 4 năm nhâm dần. Sau đó, cung tống kim Quang trưởng lão Hòa Thượng đến Đài Trà Tì tại chùa Cô bom San, khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.